Alo, xin chào các bạn. Hôm nay gia đình đi Hòn Sơn các bạn, đi với Linh Năm. Đang ở tàu nha, chuẩn bị xuống nha. Tàu giá đi cơ tốc đến tàu Hòn Sơn. Giờ là mình tới Hòn Sơn nha các bạn. Hòn Hòn gọi là Hòn Lại Sơn quá ha. Lại Sơn. Nhưng là họ gọi là Hòn Sơn đó mà. Xây bờ kè cũng đẹp hết chứ. Đây cũng đang phát triển du lịch nha. Xã Lại Sơn, họ gọi là Hòn Sơn. Bây giờ bơi xuồng đua mà nó chẳng mà nó gì. Em đu đen thôi ơi. Ủa rồi sao lại chơi thắng mà? Bên đây có chỗ thuê xe nha các bạn. Thấy xe này đúng không?
gái không biết gái nó bé người coi. Đi nha. Thôi tỉnh chiều hay quay luôn á. Chung đi chơi với mấy chở cái gì đi chơi nhậu. Mấy cái tao lại con chặt đi chơi quán thì sao hả? Có lót cái gì dưới không ta? Trời ơi, đi về nhà em đi chơi vòng vòng thôi. Dạ, đồ ăn nóng cho mình đi quán. Trời ơi. Đi ra nữa. Mà ra vô nó đi. Kéo mẹ. Kéo mẹ đi đâu rồi vậy, kỳ vọng đó không? Không nè, ăn ăn càng cúm siêu to. Ở đây là ăn càng cúm siêu to luôn nha. Rồi với bà Tám nữa. Tám chi mô. Tám chi mô. Giá Hồng Sơn. Giá hàng càng cúm siêu to nè đâu. Dạ cũng siêu to luôn. Cúm tích siêu. Rồi tiệm nào nó thịt không nè đấy ông nói bà Tám thịt không nè. Tám chi mô. Hồng Sơn, Hồng Lại Sơn, cấm cái kẹ siêu to không đó, ông nào bên đây không? Đúng đây, đúng đây, vậy tao quay cho, đúng đi. Nhậu đi, nhậu đó, nhậu rồi đâu. Lại khí thế luôn nữa. Hồng Sơn gì mà bia sắc nước sắc? Bia này nó bị đổi màu rồi, Hồng Sơn bị đổi màu rồi. Bỏ luôn. Bên vô quánh là cái này là cái giờ đi quanh giờ đi phượt đi qua dông qua quanh đảo nè. Đó bây giờ còn Hồng Sơn đó. Đi gì nè vậy? Đi vòng vòng biết cái biết hẻm móc của cái đảo Hồng Sơn như sao gì nè, đi vòng vòng giống như là Hồng Lại Sơn, Hồng Sơn nhưng mà xã Lại Sơn. Do là lễ mà cái này da chắc da chậu ông nè. Đó, đường vòng quanh đảo đường này rồi đường quanh quanh đảo nè. Nhưng mà trang chợ là trung tâm. Đang tới chỗ ông mình nha. Tháng này lập chung mà đẹp quá, bãi đá quá trời luôn, đẹp quá, đá rồi tròn tròn không à. Đường bê tông nữa, 3 mét rồi, đường là 3 mét. Đi ra lại chỗ cái bến tàu cao tốc nè. Đi quán cà phê. Ô này đẹp nè, view này đẹp quá trời.
xăng luôn nè. Hướng này là hướng Nam á, Nam là hướng về Biển Đông. Quay mơ đi một vòng đảo lớn rồi nè. Đây cho mướn xe luôn ngày 200 ngàn. Giống đi giải ngoại, người ta đi giải ngoại, người ta ghé đi chơi nữa không? Đây nè, nè. Chỗ ơi, ghé cho thôi. Mát quá trời mát luôn ha. Nhờ rừng nè, nó nhờ có cái được mấy cái đồi núi gần này nè, nó giữ nước nè. Bên giếng, bên nước ngọt, bên nước mặn luôn. Này nhà nghỉ khách sạn không à. Này bên tàu. Ở đây làm có đồ bờ kè mà. Đi ngang tắt núi vậy, đi thẳng này vừa. Quan xã view biển không luôn. Trong quá, cũng có biển cũng trong đúng không? Sạch kìa. Hướng này hướng Tây Nam nè má, mặt trời lặn đó má. Đúng rồi, Tây Nam. Hướng này chiều cũng ngắm mặt trời lặn đẹp lắm rồi. Lên dốc núi à. Đá xanh không ha. Này ngắm mặt trời đẹp luôn. Ngắm này là ngắm cái này hướng Tây Nam nữa các bạn ơi. Hướng mặt trời lặn nữa.
Rồi đây là núi nè, view núi hướng biển nè. Nè đứng đây nè, đứng đây chụp cái phiếu dày dày thị trấn à. Ừ. Đứng đó đi. Đây đẹp nè, ừ. Ăn cơm ăn kèm các bạn ơi. Ăn này không? Ăn kèm giúp mà. Hai cây đậu kìa, quay quay giúp kìa. Hai cây đậu đỏ nữa. Đi ngoài đảo không có kèm giúp. Thì biết rồi, đây kèm giúp nè, kèm hồi tuổi thơ nè. Cái em này là kem nhỏ nhỏ hay ăn nè. Đây ăn cà đem giúp nha. Vô. Ở đây. Này hồi nhỏ cũng hay ăn cà đem này nè. Lúc này bực cho mặt trời sắp lặn đẹp lắm rồi. Đây quay hiểu rồi. Này hướng về trung tâm chỗ cầu cảng. Đây có quán cà phê nữa bạn. Đây là thứ view biển cực kỳ đẹp luôn. Này tiếp tục cuộc hành trình. Này tiếp tục cuộc hành trình nha. Chạy vòng vòng đảo Hồng Sơn đi tham quan. Đang chim. Này đi hết cái hòn này không biết bao nhiêu là km ta. Mấy cây số chắc hơn chứ làm gì mười mấy cây số. Hướng nào cũng đẹp quá, hướng này cũng đẹp quá ha, quá trời đẹp luôn trời, cái view đã thiệt, bên biển bên núi. Đường dây điện qua đó thì cảnh giá đấy, bây giờ đây đó nó xài điện quốc gia đó, nó vượt biển, ở vượt biển đó. Bây giờ là mấy cái hòn Việt Nam bây giờ nó có biển, nó có đường dây hết trơn rồi. Ờ cỡ nào bắt xuyên biển luôn hả? Để mình quốc mình cũng vậy đó, quốc cũng y chang vậy nè, nó đang bắt đó chứ không có ngầm nữa, không có chạy cấp ngầm mà dùng bắt trên cọc điện xuyên biển. Đẹp quá, cảnh view đẹp đẹp luôn. Có nhiều hòn đẹp lắm đó chứ. Việt Nam là nhiều nhiều, nhiều chỗ thấy chứ, đơn giản vậy chứ mà nó đẹp. Quang du vậy đó. Đâu phải đô thị mà đẹp đâu, đúng không? Thiên nhiên có đẹp không? Thiên nhiên nó có đẹp của thiên nhiên. Trạm biến áp ở đây là trạm biến áp ở đây. Có cái view các bạn ơi, ở dưới là thung lũng dừa luôn á. Làm gì đấy? À, rồi
coi nè, vừa trồng sen muối, xiên muối nè, vừa này lâu năm lắm nè, cái nào không vô mũi dài nó cao nè, mới đến đi. Vậy mà cũng người ta cũng giỏi, ta cũng lên khẩn ở đây không? Bên đây dịch thẩm nè. Thì cái dừa mà dễ không khoét cái lỗ rồi chôn nó xuống thì nó lên. Trời ơi, có dịch thẩm như là đá kìa, nó cao. Có cái cây giống rung mới được, có nào không? Mua cái gậu gắn xe, cái cây giống rung. Giờ cái tay mình nó chống rồi, chưa chi kịp. Trời quá trời chưa luôn. Vậy mà cũng có người ta lên ta ở lâu năm đúng không? Quá trời, cái dừa nó cao. Nè, đây thấy thấy đường điện quốc gia nè, những lối bắc giao xuyên xuyên biển luôn nè, là một trụ cột ở trên biển đó, đóng xuống biển, cột xuống biển, trong cái đổ bê tông đặt cái bàn nó lắc lên. Hai bên bờ dịch cũng có chuối nữa nè ha. Ừ. Quán cà phê. Quán cà phê này đẹp không? Cà phê vừa không ngắm biển luôn. Nói chung chỗ nào cũng đẹp, tại vì chỗ nào cũng nhìn được biển. Mát quá mát ha. Đúng ở gần núi là đá nó mát. Thank you.
lên trên đồi núi dịch vụ rồi vô xe vô khe núi luôn. Ôm cua ôi giọt cua đừng có giữ à, cua tay áo đi đèn lấy dân nè. Và
ngay nhân cái chỗ mình ăn kem quá. Ăn kem quá đứng lên đó. Cái xe nó chạy qua đó. Cái này đang đổ dốc luôn mà, đang đổ đèo mà. Cái này đang đổ đèo nè. Kìa, thấy chưa, thị trắng kìa, thấy không? Trời ơi. Ơi, có miếng cái hồ nước chứa nước bự quá trời kìa. Cái hồ chứa nước ngọt đó. Hồ giống như hồ Dương Đông á. Coi dừa nó tốt rồi, trời, coi nè, coi dừa nó tốt nè. Xanh mà. Bây giờ quay nè. Miếng cái hồ luôn. Tiếp rồi.
sống luôn rồi.